nhà hôm nay tôi lại về vườn anh Minh Dưỡng xem xuống một cái cây hôm rồi mua của quốc anh, cây rất là quý và cả nhà còn mua của em Lâm nữa cơ mà. Nào đi xem cây nha. Nhưng mà dùng thử thấy được ok không? Ok không? Ngon ạ, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Biết nhau này. Ôm nhau cái. Cháu này nhá. Bây giờ xem hàng ngày. À, bây giờ xem hàng ngày à? Cây gì đấy? Cây 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 còi đâu? Đi đây à? Ờ, đây là bác ạ. Ờ, lâu. Lâu lắm rồi không gặp bác. Lâu này có vàng nữa cơ à. Bố này cho đeo vàng. Đâu rồi? Vàng bố đeo vàng. Đây, cây đây. Lòng nước anh ơi. Anh ơi, có bị tụt cảm xúc không? Anh nước gì đâu anh? Không. Không gì? Thế nên bảo anh đừng sợ. Mua đồ của anh về này thì cầu thấn. Không, sợ nữa là bị tụt cảm xúc. 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 Cái quan trọng là cây này là cái cấu tạo của nó rất đặc biệt. Quay mở cái mỏ tay và quay đấy, cầm cả cái đôn luôn đặc nhé. Biệt, nó không bóng, chỉ cầm cái cây bình thường nó dễ quay của anh như này nó lại rất là kiểu dạng. Chỉ sang bên này, trên sang bên này đi, đi sang bên này, không, trên bên này này. Dạo rồi. Làm lệnh mà. Vài gì ạ? Trên về bên này thế là vào tay anh là anh tạo. Cắt trước 10 dữ liệu nhiều lắm. Nhiều. Thế từ nhà bác nuôi lâu không? Đâu? Về nhà quốc anh thì đây nhà quốc anh. Hai lần nữa thì lại ra cũng đi nhiều rồi. Nhà bác thì thử cái này mấy lần. Cũng phải đi du hành thì mới sướng. Ừ, đúng rồi anh ạ. Đấy. Người cũng phải đi du hành, cây du hành chứ không phải du hành như bây giờ ở yên một chỗ thì biết làm sao được. Yên một chỗ thì sao mà. Về bạn dưỡng này rồi một thời gian hoặc là có khi ít ngày thôi xong lại đi du hành tiếp. À, đi du hành. Cho em kiểu, nó phải sóng gió. Thì nghe bảo là anh đam mê lắm nhưng mà thì ba hôm nữa thì người ta lại cho cái giá thì em hết đam mê. Thằng Lộc cũng bảo đam mê bằng mọi giá nhưng được giá là hết đam mê. Giá từ bỏ nếu họ đam mê. Từ mét chất đi khơi rồi anh nhỉ, quanh chỗ này đi nước là thấy mày cái độ phân đầu như này mà nó không được được kẹo. Bách này ở nhà đi em đâu đang sửa cây này. Cây này phải nói là em mới sửa mới cây lại cây đẹp lắm. Chào anh ạ. Tầm cái tính đoạn mình đến rất là sớm nhưng các cao nhân rồi mới đến đấy. Chào cả nhà nhá. Chào anh. Đây gọi siêu nhân rồi đó ạ. À siêu nhân rồi. Cùng qua hôm nay siêu nhân chị sáng lắm xong rồi mà. Chào anh Hương. Hôm qua rồi, hôm qua là cầu thang rồi. Chào anh Hưng. Mọi người chẳng lẽ giờ toàn hạng người giàu à? Chán thật đấy. Đi chơi người giàu à? Không thế. Mấy thằng anh nghèo. Không thế. Đây này, vào đây ngắm này. Điếu. Đấy. Siêu phẩm. Dấu ấn thời gian. Giặc quá. Bán như bắt con một. Anh vừa bắt được tô thì để anh vừa bắt con nó bé còn thôi.
Đấy, con. Với thanh niên trong anh nhá. Tôi rồi. À. Xin chào. Tôi đâu? Anh Bắc Giang. Đấy, đây là đang anh dưỡng, anh đang nuôi. Rất nhiều ấy mà thở ép. Mầm bỏ mấy. Không không, bỏ cái nào. Đây. Còn nó là tốt. Ôi giời chi. Cắt được mà. Nó bỏ mùa này nó không bỏ. Không bỏ đâu. Bỏ nó mất công anh. Cắt cắt cái cột cả đây cơ mà. Phải bỏ luôn này. Cắt sợ nó chưa dính anh. Không dính rồi. Dính luôn. À nó vẫn dễ nhỉ. Dễ này ăn xuống đây nhá. Thì cho cắt từ này nhá. Không. Ừ, cắt ở dưới. Ừ, ghép gì đâu. Đừng lay, đừng lay, đừng lay, đừng lay. Đừng thế. Đây kể từ từ để tí nữa vào. Cưa kìa. Xong rồi thì quay. Xong rồi để đi. Ngày của anh em cắt đấy. Không, cắt cảnh thôi. Hả? Cắt đỡ cành đi em bỏ xuống dưới chứ. Mỗi thế thôi thì thấy nó. Cứ cưa vào đấy. Này. Cứ cưa đấy. Đấy, bao nhiêu ngày mới được nhát cắt. Hả? Cả cưa đi, cưa đi. Bấm có cưa vào thông. À được rồi. Được rồi. Hơi nhấc ra. Ra mà. Nhấc bầu ra. Bao nhiêu ngày chờ đợi. Để đến mai có mầm lại ghép cái khác. Về chưa? Nhìn nó đỡ nhỉ? Ừ, đẹp hẳn lên. Mới có hết rồi đã đẹp bao nhiêu rồi đấy. Thế cái túi bên này không cắt nốt à? Không cắt được. Chưa cắt được. Túi ấy còn để này. Còn đang luyện công. Tiêu hết túi này, túi này đi. Tiêu lên túi đấy. Đứng lùa vào đây này. Quay cái gầm này, quay hết cả cái chân này. Đến chỗ nào mà cứ nu thì cho cả nhà xem. Đây này, cái này nó xị xuống nhiều không? Xị à? Ra một cục. Đấy. Ừ. Này, từ đây to nó xị xuống. Càng to bao nhiêu thì nó mới càng đẹp. Càng đẹp. Cái này cũng trước này nó phẳng này, nên nó nên á. Nói chung là cái này nuôi vẫn được. Kéo nhiều nó xị. Con đấy có phải nuôi. Chuyên gia nuôi tắt. Nuôi nó ị xuống. Để mà nó đẹp. Sao lại dùng từ nuôi trượt cốc? Ị xuống rồi. Bây giờ nó chỉ ị ngang như không cao. Đây kiểu đấy còn đi ngang nữa. Điệu cười của anh nhờ, chỉ của anh nhờ. Bây giờ nó không cao mà nó chỉ ngang thôi. Béo thì không được cao. Chỉ có người thế mà vâng. Cơ bản. Nhiều lúc khỏe chưa? Vâng. Đây. Không khỏe chứ. Hội thẩm cái cây kia, cái cây rất là lớn. Đấy, vườn anh dưỡng thì khỏi bàn luôn, quá nhiều người quý. Ra đây quay này. Thực ra nếu kỳ vọng cái này mà ở cái loại gọi là top thì 1 thì 2 không có nha. Đấy điều đầu tiên đã. Không biết nó bao nhiêu tiền nhưng mà ít nhất thì mình cảm nhận là nó có thể nó thay được coi như là chủ vườn nhỉ. Ừ. Dấu ấn ờ. Còn cái kỳ vọng cao quá. Không kỳ muôn thuở ông ạ. Mẹ ông đừng có nói vẽ ra. Rồi thôi. Ông ý là nha, em đồng kinh không được nói thế mà em phải nói như thế này này, nỡ may dấu ấn đi thì em bán làm gì dấu ấn. Chị nó đi bán đi. Bán làm gì? Thì cây này là chủ vườn của em chứ không phải là cây được dấu ấn, phải không? Thay vì dấu ấn đi thì con này thì nói thế còn được bảo đấy con em bảo không bao giờ ý bảo thế. Là nó ý thế hay ý chuẩn đấy con đi chỉ được rồi anh thấy hiểu lầm hay vì là con này chỗ vẫn đứng là chủ vườn ở vườn em được em nói đi. Thế thì còn nghe được không căn bản bác Hưng là vẫn còn một chút của cái dư âm buổi trưa hôm qua và chiều tối hôm qua đâm ra là nó vẫn đang ở trên khoảng tầng 8 nhưng mà là tầng 9 à tầng 9 à khoảng đôi năm coi như là làm chủ chứ đây gà giống không đây là may gà nói chứ không thể thay thế được tiểu cái đi tống giang thay thế được rồi thì có mà tiểu cái xuống thì tống giang phải lên không gọi lại cái cây này đâu. Vâng, cái này nó cứ nó chắc là gì nó vẫn lớn đấy mà, thế nhưng mà nó nhớn rất chậm mà nó xị ra nó đang bị ăn ngược từ trên dồn xuống xị ra thì nói chung là trên nuôi vẫn nuôi dưới vẫn giữ được. Nguy hiểm nhất là bây giờ mà nó bệ này mà phải đục thì cũng chán không bệ này thì quá ngon rồi.
tán tầng bình thiểu đấy, chấp nhận bình thiểu và chờ đại. Nhìn như cái nhem nhút này thì nó mất cảm quan, nhưng mà mình, đúng mình, là cách nuôi của anh Dương là mình phải hiểu nó đây là mình đang đi nhưng mà đi học có đi tu luyện sống như kiểu tu luyện giống kiểu giả chết bắt quả đấy. Dạ, chết bất quả làm gì đến mức độ thế. Đây là chết hẳn luôn thì không chết mà nó sống giả chết giả. Sống giờ chết giờ. Trong như này thì nhiều ông là cứ không nhìn ra thì là cứ kệ nha. Đương nhiên nếu mà nhìn này thì nó về mặt mỹ quan thì nhìn nó bình thường một chút thôi, nhưng mà nếu mình là người chăm cây thì nó bình thường. Cây có phải đem đi triển lãm hay là để chuẩn bị cái kiểu này để bán đâu mà phải thế. Rồi đây. Mình đều là những người nhìn được cây thì người ta che khớp đến đâu cũng nhìn hết. Việc là bình thường. Quan trọng bây giờ là anh em đều nhìn được cái lỗ này là phải đẹp như thế. Nhưng mà anh phải để ý được mấy ông quân ấy thường thường là cứ bảo ôi giời cái ngày nuôi cánh này vớt 100 triệu. Ví dụ vậy đấy cũng như nếu mà có cái lý do thì đó mình bảo lên chưa hoàn thiện như hôm qua ông Tình ấy nhìn thấy ngứa mắt một phát ông cắt luôn cắt luôn dễ lên lấy con nào lấy con ở đây thì con của em bộ ngày xưa ấy anh đấy bội bán cho Hiệp bán cho anh ấy thật cao coi như là nhìn thấy cũng chậu xôn ngứa mắt là cắt lỗ cho sạch đấy cái giống vậy có cái giống còn đúng nghệ thuật cao lên nó là đây là nghệ thuật rồi. Thì rồi nói là cái tâm lý người mua là người ta thích thường là mua cái là về được cắt ngay, được đụng, được chạm ngay, người ta phải kéo cái cây này. Mình đang nói là cái cây này nếu mà ở phần niêm luật, phần niêm luật thì không đúng. Không, niêm luật thì nó không vào trạng thái nào được, và không vào nó không vào bản nhạc nào. Đúng rồi, nhưng mà ở cái trạng thái mà cây cành theo như là chỉ chuẩn và cách. Nhưng mà nó vẫn hài hòa. Mà nhìn mình cảm nhận nhìn nó vẫn coi như là cảm giác nó đây là một trong những cái cây mà nếu mà nói về cái thủ thuật đường quang quật phương pháp mà chăm sóc thì tôi thấy là những cái đặc biệt và nó vẫn là hài hòa của như vậy đó là anh nuôi kiểu này là chắc giữ được sự này nên là đi anh em mình đi gặp được một cây mà nó kiểu này gần như là cũ nguyên bản từ trước luôn đấy nhiều phương pháp trong việc tạo tác không theo lối nào từ việc ép cành lối dẫn dễ này mà ăn tắt này đây cũng là một cái điểm mà mình hay thường nói là điểm kỳ móng này cây cô bệ này vẫn nhìn lối là cô này cậu ý là tổng bóng là mình vẫn xếp được nhưng mà nó không ra phân khúc là ở tay tay một tay một tay hai tay ba gì đâu cái này đất này là hãm lên chuẩn chỉ nhưng mà vẫn nhìn lộ tiền nhưng mà để mà đã được một cây hài hòa như thế này rất khó tầm khoảng con tầng tầng là mình có làm ra cái này vẫn còn phải làm nó là bao nhiêu tiền thì còn trình bày nó vẫn thế cái này là cái này là phải dựng bông đây băng ra là ở đây cổ cái này đi đây bằng bông trong này bông nhiều cái này nó phải hơi sợ nó phải sang bên này cơ chỗ này nó ở đây cái này ở bên kia này cái bông này đè xuống là ở đây chợ còn cái cổ ngọn bên này còn vẽ vào sát trong chỗ nhau buổi sáng thì cho thấy nhân viên là người ta nó tặng cho cái đường đi này cái tay này rất đơn giản rồi. Quá là quý, thế là nét dị của cái cây đặc biệt. Rất đặc biệt là cái cây này vì sao mình đặt cho cái tên cổ mộc kỳ duyên là mình bán mình chung với cả thằng Quyền. Thế thì thằng Quyền nó chung với anh Sử đầu tiên để khi mà nó bí tiền thì thằng Quyền định bán. Thì trở về nửa đường rồi mình thấy tiếc nên mình lại lấy lại một nửa. Cổ mộc kỳ duyên là hơi kỳ quặc một tí. Thế nên mình đặt cho kỳ quặc cái tên cổ mộc kỳ duyên là bán đi nửa đường rồi xong lại quay lại em nuôi từ hồi đến giờ lại lấy lại cổ Quyền lúc ý cái lúc của anh Quyền sau đó là mình nuôi là bây giờ cũng được 5 năm rồi. Tác phẩm là anh đã tâm đắc thì anh giữ được 5 năm. Đúng là tâm huyết đấy. Mình dưỡng thì tâm huyết cây này lắm.
có thể là sau này nếu như không may đồ ấn có coi như là khi sang chủ khác thì mình có một vài cây này để làm nên cái thứ nhất là cái thương hiệu của nhà vườn, ít nhất thì có một cái cây tạo tác mà cảm giác mình là đẹp thì mình chưa là đẹp ở mức độ nào, nhưng mà anh em mình thường nói là thuận mắt vừa nhìn là quái. Không phải ngày ngày. Quan trọng là cái mình cân nhắc. Tại sao tôi ăn cơm không có nếu về? Anh ạ, cái gì mà mình giữ hay mình giữ lại? Thực sự là cây này mình muốn làm hoàn thiện thành cây khi đi chơi được, mình mới có ý định chuyển giao hoặc là chia sẻ. Quá hay. Nuôi nhiều cái cảnh vật đây này, còn bên kia còn mình còn không tưới, không biết đây này, nhìn cái bên này còn tất cả những cái bộ nuôi ngoài sau này những bộ vệ cổ ôm hết ở ngoài, nếu không nuôi kiểu này thật không nhìn, nếu mà để ngắm thì không ngắm được, chả nhìn thấy gì. Bây giờ không để ngắm để tư duy để xem thì không ngắm được. Tập trung nuôi đây thì bởi cái cây của em đây chắc là mới mới phẫu thế này. Nếu như mình đã đây về hai để đây một cái cây cổ nhỉ, dài cổ là cái giữ được mấy cái tay nuôi nguyên bản đó. Nguyên tay cổ xịn luôn, nhưng mà thực ra là cái để từ cái cốt này, nhưng mà để làm lên sau này nó cần thi công một chút, người ta lại cổ lấy lại làm một bông đi, người nó rất vẽ lắm, tất cả một khúc cốt này là cốt giả, cốt anh ba cái này với này người ta tính cái cổ lại là một cột giả, không ai thì bỏ. Cái tay cuộc mà ngày xưa làm. Cái này cái nhung đây là tất cả ba cái đây là biến hóa, cái này đều là chắc hết. Sau của khúc nó phải rộng ở phía đây cơ. Như anh bảo là gần như bỏ là đây nó có khúc của nó. Cái cổ phải là có bỏ thì cũng được, nhưng mà nó lâu. Lâu bỏ nó lại điều chỉnh cái này. Xong lại đợi nó ra thì nó gọn hơn thôi, nhưng mà không, nhưng mà chú vẫn phải làm quả phúc đấy mà. Thì đấy đúng. Thì nó đợi nó lâu, nó làm rất lâu thì thay vì hay lên quả phúc này nó là đẹp mà. Cây cổ rồi thì nó cũng không phải là không nặng nề, không nặng nề vì cái ông muốn tay này phúc này rồi. Anh em quay lại đến vui liên hoan. Rồi cảm ơn nhé. Rồi cho chú tiếp. Bắt đầu hôm nay là giao lưu với cả thôi được cứ để bạn Cường của Loa. Một thằng cây mới lấy của anh Uyển. Chị Minh vào đây em chụp cho. Thôi chị mặc kệ nó tự nhiên nó dân dã. Cảm ơn anh Dương đã nhường rồi rồi anh em đồng hành. Cảm ơn anh em đã yêu ái nhà vườn Minh Dương. Sang đây chơi và cũng có chút duyên. Mình vào bắt tay Cường cái để chụp cho nó có người đẹp này. Em đỏ hôm nay đỏ quá. Chị mình nhìn ra đây tí nào. Đây nào, 1 2 3 nào. Được chưa anh? Cảm ơn anh chị. Cái này vừa hôm qua là tí. Không thì anh Cường còn có duyên. Hôm qua không bán nhưng mà hôm nay chỉ cần mấy triệu là bán. Mua đâu anh em à? Cái này của anh. Cái này của anh. Anh mua ông Hùng Lợn. Mua 60 triệu anh bán 70 triệu ông xỉu. 3 năm rồi, về nó đóng thêm thân này. Ở đâu mang về nhỉ? Hải Phòng. Mua anh Nguyễn này. Nguyễn lên đi. Nhớ rồi. Cái này giờ nhìn lại nhớ rồi. Nhìn lại nhớ rồi. Vâng. Đường em. Lại về đâu anh? Anh quanh luẩn quẩn. Đây lại chưa? Rồi em mới nhớ ra. Không có đồ đâu. Qua Huyền là may đấy, còn cái này là về là ông trồng ra, nó ông ngâm nước, ông ngâm vào một cái chậu nước này, ông ngâm vào chậu nước nó mới nó ra cái màu này, chứ con này mà chứ trồng đất này nó còn ngắn thôi. Ừ. Ừ. Về ở nhà anh trong anh em cứ bảo loay hoay cái biết làm cái gì nhỉ. Không, thằng Tấm Bách nó mới lân cái bên này lên trước là xa rồi, em kéo trực tiếp lên em dạn nữa rồi. Ok là sống rồi.
mầm phát phát ở mầm kia. Đang ở mầm. Em kéo cái tiếp mà em còn. Rồi em nhìn lại em nhớ ra. Nhớ cái chưa? Tiền nó cũng ấy rồi. Anh để trên sân cho nhà tầng ấy. Đúng rồi. Giao dịch. Anh em ở Ninh Bình lên Bình Dương chơi là anh đánh giao lưu chơi với tôi. Vui. Cảm ơn kênh đây là anh em rất vui và gọi là tí lộc của anh em Ninh Bình. Cho anh em cảm ơn anh. Okay, mục đích anh em Ninh Bình về đây thăm anh để bán cây cho anh mà. Cảm ơn Minh Dưỡng đã yêu ái em. Ngày gần nhất em mời anh Minh Dưỡng anh em ở đây về Ninh Bình chơi vui nhá. Mang lộc về cho bác em mà yêu anh một cây. Em quay hình đẹp anh đi. Mà nhập nhớ cắt tóc như cũ nhá. Ừ được rồi. Ok. Anh với thắng video bonsai rồi dặn là phải cào chọc đầu rồi lấy lại thương hiệu. Mất thương hiệu. À nhớ nhá. Đầu chọc mới là thương hiệu. Không mà đầu chọc đầu bờ mới cũng là. Ok. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nhá. Bạn cho để bạn. Đây. Đây này. Anh Minh Dưỡng rồi mua lại cây này. Đấy, quay sát vào để xem là ui giời thằng khênh khênh xuống đất đây để đất thôi anh em về sau. Để đất. Khênh xuống đất. Khênh để đất à?